là món đồ nướng, phần tiếp theo của mẹ U này các bạn. Rồi đây có cái gì nào? Nướng thịt bò, con nấm, có củ cà tím, hai lá thịt bò, nhìn rất là hấp dẫn đúng không? Siêu siêu qua bên này, đây là cái đồ xào, còn có bắp, có tôm, có đủ thứ. Tùy chọn. Đây, nhà hàng Fishland. Nhà hàng bên là một loại buffet all you can eat 18. Các bạn thấy cái đó. Bây giờ chúng ta cùng gia đình mẹ U đi ăn nhà hàng buffet 18 nha. Đây mình đang chạy vào chỗ bãi đỗ xe rất là nhiều. Bây giờ đang là gần 6 giờ tối mà rất là nhiều xe đúng không các bạn? Ở trước nhà hàng restaurant 18, bây giờ chúng ta hãy cùng vào nha. Chào mà chị đưa dòng đi rồi. Đây mới vào là cả lần xe taxi uống rượu. Nước đá siro, bên cạnh là nước ngọt. Đây